Tại Nghệ An, các biển báo đã hết hiệu lực nửa năm qua tại hơn 70 tuyến đường đang được dỡ bỏ để thay biển mới. Dự kiến thì việc thay biển mới sẽ hoàn thành vào giữa tháng 7. Loạt biển được cắm mới là biển cấm 106B theo quyết định số 70-2016 thay thế quyết định số 10 điều chỉnh cấm ô tô có khối lượng hàng hóa được phép chuyên trở từ 4 tấn trở lên thành từ 1,8 tấn trở lên. Bên cạnh đó là biển thông báo xe tải có khối lượng hàng hóa được phép chuyên trở từ 1,8 tấn trở lên. Xe khách từ 16 chỗ ngồi không được lưu thông trên 75 tuyến đường nội thành từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trước đó thì các tấm biển cũ là nguyên nhân gây tranh cãi giữa người tham gia giao thông và lực lượng chức năng tại Nghệ An. Thậm chí vào cuối tháng 5 vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Vinh cũng đã phải xét xử vụ tài xế xe tải Phan Đình Anh kiện quyết định xử phạt của trưởng công an thành phố Hồ Chí Minh Thành phố, thành phố vinh về tấm biển cấm xe tải xe khách gây tranh cãi về cách hiểu